Anh ơi, đội tuyển Quế Võ kiện Bắc Ninh 1. Đội tuyển Quế Võ kiện Bắc Ninh 1. Hôm nay không cổ vũ Bắc Đông ấy, cơ cụ à? Sao ngồi vật vả? Đi ngủ đây. Đi lại nhiều mưa rồi. Trận đấu thứ hai ở bán kết giữa Tiên Du và Bắc Ninh bắt đầu. Tỷ số đang là 1-0 cho Tiên Du. Ly Ghi phát bóng. Một pha đá bóng rất tốt. Điểm số cho Bắc Ninh. Một đều. Một pha bóng không hiểu ý giữa Lưu Cường và Linh Hy. Mất bóng rất đáng tiếc. Điểm số cho Bắc Ninh 2-1. Tận bóng rất tốt. Điểm số cho Bắc Ninh 3-1. Hai đội cố lên. Lưu Cường lại một pha đá bóng không thành công của Linh Hy. Điểm số cho Bắc Ninh 4-1. Chiều nay mới đánh chung kết. Ra ngoài biết được. Điểm số đang là 5-1 nghiêng về Bắc Ninh. Một pha lừa bóng rất là khéo của chuyền hai Mai Chiến. Điểm số 25. Mai Chiến phát bóng. Một pha phá chắn quá hay của cầu thủ mang áo số 1. Điểm số cho Bắc Ninh 6-2. Trận bóng thành công. Điểm số cho anh em họ Lưu 3-6. Lên. Vẫn còn. Rất hay. Linh Nghi. Một pha lừa bóng rất là khéo của Lưu Cường. Điểm số 4-6. Tiến Du cố lên. Những chàng trai đến từ miền quê Quan Họ. Tiến Du tìm anh trong chiều hội lim. Vẫn thế. Đúng không? Từ trước đến giờ bây giờ vẫn thế.
nhá. Điểm số đang là 46 chơi Tiến Du. Tiến Phong pha bóng lên, một pha chuyền bóng rất khéo của điểm cho Bắc Ninh 74. Điểm số 57. Chỉ số giúp được rút ngắn xuống còn 57 cho Tiên Dung. Không nhảy đâu. Lưu Cường phá bóng. Tỷ số 85. Nghiêng về Bắc Ninh. Tuyệt vời. Đẳng cấp của Lê Quốc Cường, Lê Tiếng. Tỷ số rút ngắn xuống còn 6-8 cho Tiên Du. Rất khéo. Điểm 96. Bắc Ninh phá bóng. Rất hay. Hắn rồi, không có điểm hết được rồi. Kéo ngay. Điểm số hiện tại đang là 79. Đá bóng ngoài sân, điểm số cho Tiên Du 89. Chỉ còn một điểm nữa là Tiên Du sân bằng. Lên. Trận bóng rất tốt. Điểm số cho Bắc Ninh 18. Vẫn còn. Tuyệt vời. Đấm bóng rất hay. Chín đều. Xin lỗi quý vị, tỷ số đang là 10 đều. Quả bóng rất hay. Quả bóng rất khó chịu. Điểm số cho Tiên Du 11-10. Linh Y phát bóng. Rất khéo. Đánh cả bằng chân. Đánh bóng phá chắn thành công. Điểm số cho Bắc Ninh 11 đều. Người rồi người ngó đẹp vì anh ngờ. Lại lừa chắn. Một pha lượt chắn rất khéo của Mai Chiến. 12-11. Rất hay.
số là được san bằng, mẹ đều. Mười ba mười hai cho Bắc Linh. Tiên Du hội ý lần thứ nhất ở set đấu thứ hai. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa. Là... em vừa lên Bắc Linh, chưa em mới về, chưa em về thì em ý là đang xem nốt trận bóng chuyền ấy, bóng chuyền là mình đang đánh ở Bắc Linh, bóng chuyền hơi mà. Tỷ số bao nhiêu rồi? Tỷ số là 13 đều. Alo. Ôm 10 giờ 10 rưỡi đi anh ạ. Vâng vâng vâng. Tỷ số đang là 14-13 cho Tiên Du. Đức Phong phát báo lên, chắn bóng không thành công. Điểm số cho Bắc Linh 14 đều. Tỷ số 15 đều. Tỷ số 16-15 cho đội tuyển Bắc Linh. Bóng thành công rất là hài hước. Tỷ số 16 đều. Mười bảy mười sáu cho Tiên Du. Mai Anh Chiến phát bóng lại hội ý. Hello bác Duy Tâm. Bác Duy Tâm đang ở đâu đấy? Lên thành phố Bắc Linh xem bóng đi. Tỷ số đang là... tỷ số đang hiện tại đang là 17-16 cho Tiên Du. Mai Chiến phát bóng. Đá bóng rất tốt. Điểm số cho Bắc Ninh 17 đều. Hai đội đang thi đấu ở set đấu thứ hai. Đá bóng không thành công. Đội tuyển
Xin chào 145 người đang xem. Rất hay, một pha rất cố gắng của Linh Nghi, đá bóng thành công. Điểm số cho Tiên Du 18-19. Bắt đầu phát bóng. Rất bóng thành công. Tỷ số 19-0. Tỷ số 20-19. Lưu Quốc Cường phá bóng. Hoài. Không, sợ tay rồi, quay vẫn phải thủ. Lên, thủ bóng rất hay. Rất đáng tiếc. Vừa rồi là một pha sự bóng rất đáng tiếc của Lưu Quốc Cường. Tỷ số 20-0. Rất đáng tiếc. Trận đấu diễn ra đang diễn ra rất là kịch tính. Lại lừa bóng thành công. Vẫn là chuyện hai mai chiến. Tỷ số 21-0. Xin chào 170 người đang xem. Hai mươi hai hai mốt nghiêng về đội tuyển Bắc Ninh. Phát bóng ngoài sân. Điểm số cho Tiên Du 22-0. Lên. Chắn bóng rất tốt, một pha chắn bóng rất tốt của Lưu Quốc Cường. 23-22. Văn Lòng phát bóng. Lên. Anh em họ Lưu giành chiến thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 cho FC Tiên Du. Anh em họ Lưu chiến thắng.